Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với video tiếp theo của Việt nha. Thì đến với video ngày hôm nay thì Việt sẽ hướng dẫn edit cơ bản nhất cho những người mới tập làm video hay là tập edit. Và video này không dành cho những người đã edit được và đã edit thành thạo nha. Cái này chỉ giúp cho những bạn mới chơi TikTok để có thể edit được những video đứng hình hay là bắt beat theo nhịp cơ bản nhất cho mọi người xem. Đây, thì chẳng hạn như Việt sẽ có một cái video này. Video này thì đây. Bây giờ Việt sẽ hướng dẫn cơ bản nhất cho những mọi người biết nha. Thì gọi là cái đoạn gọi ở giữa. Cái này là Việt tự gọi là chế ra nhá. Còn bạn nào muốn làm gì thì làm ở đoạn này cũng được. Ok, ở đây Việt đã chuẩn bị một cái video không rồi. Và ở đây là nhạc Việt đã lấy trên TikTok nhá. Ok. Bây giờ Việt sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người luôn. Thì đa số mọi người đều edit bằng app chung nên bây giờ Việt sẽ hướng dẫn app chung thôi nhé. Đây, app này thì mọi người có thể lên YouTuber để tìm kiếm, có thể tải trên cả iOS và Android nhé. Đây, vào này, chọn video nhé. Thì đây Việt chỉ làm cơ bản thôi, không gọi là đổi đồ hay là gì hết đâu. Việt chỉ hướng dẫn edit đứng hình và bắt beat và các kiểu thôi. Ok nha. Đấy. Các bạn muốn gọi là edit ảnh ấy thì các bạn Việt sẽ ra lấy thêm một cái ảnh để đứng hình nha. Việt quên nha mọi người nha. Ảnh gọi là đứng hình đấy. Lấy ảnh để đứng hình nha mọi người nha. Ok nhá. Mọi người có thể vào podcast để edit ảnh như thế này, chẳng hạn như thế này này. Đấy. Việt sẽ edit cái ảnh qua một xíu. Và trên Android thì edit sóng nhạc thì rất là phổ biến ở coi, bởi vì Android thì có rất là nhiều app. Nhưng mà đối với iOS thì đa số mình làm sóng nhạc bằng VideoStar mọi người nhá. Lần nữa Việt sẽ hướng dẫn cho mọi người edit sóng nhạc luôn, nhưng mà cái này là chủ yếu là cơ bản thôi, còn sóng nhạc thì nó nằm vào dạng hơi gọi là nâng cao một xíu. Đây, edit ảnh này thì chắc chắn, Việt đoán chắc chắn 100% thì ai cũng biết edit rồi. Việt chỉ edit qua một xíu thôi nhá. Ok, Việt chỉ edit như thế này thôi để cho nó thêm sinh động, chứ để không dậy nó kỳ lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại app chung nhá. Đây, bây giờ Việt sẽ thêm nhạc vào đấy, cái đoạn nhá. Chúng ta phải thêm nhạc vào trước thì mới edit cho nó dễ chứ. Đây, nhạc nha mọi người nhá. Bây giờ Việt sẽ tắt nó ra để edit cho nó dễ. Tắt ra này. Sẽ tới ngang cái đoạn bắt đầu gọi là châm kiếm.
Ok, tắt luôn đoạn này và chúng ta sẽ lấy ngang cái phần gọi là đứng hình thôi. Còn phần sau chúng ta sẽ bỏ đi. Đấy, ok. Và sau này Viện sẽ thêm luôn cái ảnh hồi nãy vừa edit xong. Ok. Bây giờ Viện sẽ xem nào. Máy Việt hơi lắm. Khi cái đoạn đứng hình nó nằm ở ngang này, bây giờ Việt sẽ cắt video gọn lại một xíu. Cái này gọn lại luôn nhé. Bởi vì cắt như thế này thì nó không gọi là khớp lắm một xíu. Tua nhanh đi cũng không sao đâu nhé. Đấy. Đây sẽ kéo dài cái ảnh ra cho bằng gọi là nhạc luôn nhá. Ok. Bây giờ thì Việt sẽ hướng dẫn bắt bé trước. Chúng ta sẽ nhấn vào cái này, nhấn vào phần âm thanh, chúng ta sẽ nhấn vào cái thứ tư, cái lá cờ nha nhá. Chúng ta sẽ nhấn vào dấu cộng này. Đấy thì nó sẽ chấm cho ta. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe theo điệu nhạc. Thì đoạn đầu đấy, như vậy Việt đã xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta có thể phóng to cái này ra này. Đấy, phóng ra được nhá. Để chúng ta tắt cho nó dễ thôi. Đấy, chúng ta sẽ tắt ngay dấu chấm đi. Tắt, các bạn tắt, cứ tắt đúng ngay dấu chấm nhá. Ok, mọi người cứ tắt như thế này thôi. Tắt một lát là xong mà. Edit này phải chịu khó một xíu chứ edit muốn nhanh thì không được đâu. Edit nhanh thì nó dở lắm. Gọi là sơ sơ sương sương ấy. Muốn edit hay và được lên xu hướng hay nhiều tim thì phải ngồi một bỏ một khoảng thời gian ra để có thể edit nhá. Thì dạo này video Việt đăng lên TikTok thì đa số hình như nó bị giới hạn lượt xem hay sao mà chả bao giờ thấy xu hướng luôn. Lên xu hướng có một xíu thôi là nó hết. Nó nằm vào tầm dưới 1.000 lượt xem thôi. Trong khi đó thì TikTok của Việt tới 30k follow. 30k600 mấy người follow ấy. Mà mỗi video thì Việt thấy nhiều nhất thì có 200 mấy tim thôi. Mọi người có thể ghé qua TikTok của Việt để ủng hộ cho Việt nha. ID TikTok của Việt là Việt 1806-2003 nha. Mọi người có thể ghé qua để ủng hộ cho Việt ạ. Việt sẽ để ID của Việt dưới phần mô tả để cho mọi người có thể ghé qua ủng hộ Việt nha. Nếu ai muốn giao lưu Free Fire với Việt thì comment ở dưới nha. Và Việt cũng sẽ để ID Free Fire ở dưới phần mô tả luôn để cho mọi người có thể giao lưu cùng với Việt. Và sắp tới Việt sẽ có dự định sẽ livestream hàng ngày trên YouTuber thì Việt sẽ mong mọi người ủng hộ ạ. Cắt cái này thì phải có chịu khó một xíu mọi người nhé.
Ok, xong rồi nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn hiệu ứng gọi là di chuyển xung quanh màn hình ý. Đây, chúng ta sẽ tích vào ở phần đầu này. Bây giờ sẽ tắt gọn cái phần đầu này ra đây. Đây, đó, chẳng hạn như phần đầu này đi. Đấy, tích vào chúng ta sẽ cũng nhấn vào cái thứ tư luôn nhé. Chọn vào cái thứ ba bên này. Cái này mình sẽ nhấn như này. Đấy. Đây, chẳng hạn như cái này nhé. Đấy, đây, sau tiếp theo chúng ta sẽ hiệu ứng này. Cái này chúng ta sẽ chọn luôn một hiệu ứng. Cái này thì các bạn sẽ chọn giống cái vừa liền trước này luôn nha. Để cho nó khớp nhạc một xíu. À, khớp cả đứng hình một xíu nhé. Ok, sau này giờ chúng ta sẽ thêm này. Sẽ chọn. Các bạn đừng chọn trùng lặp cái trước thì nó không hay đâu. Mình sẽ chọn cái này đi. Đấy, và mấy cái sau thì các bạn thích thì giống thì là hay hơn, nó đều và hay hơn rất là nhiều. Mình sẽ chọn giống luôn nhé. Để cho nó giống hết luôn mọi người ạ. Cái này thì edit là cơ bản, mọi người ai cũng phải biết. Cái đoạn mà khúc dài dài này có lẽ là sẽ một đoạn ngắt quãng nên Việt sẽ thay đổi cái hiệu ứng khác đi. Cho nó khác đi nha mọi người nha. Sao lại tiếp tục này. Đấy, mọi người có thể đều 1, 2, 3 cái giống nhau, xong mọi người có thể thay đổi hiệu ứng để cho nó khác đi cũng không sao cả nha. Đấy, theo mọi người thích cái nào thì mọi người chọn thôi, chứ không phải ép buộc một cái đâu. Mọi người làm mà mọi người cảm thấy mình edit hay là ok rồi, đừng có nghĩ là phải làm bắt chen giống kiểu mọi người bắt chen hay là đu theo chen của người ta, mọi người phải làm y hệt. Chúng ta không cần làm gì hết, chúng ta có thể nghĩ ra hay là sáng kiến ra một cái gọi là khác một xíu để có thể gọi là hay hơn, chứ mình thấy chứ bắt chen cứ làm giống thì nó không gì cả. Mỗi khi Việt mà đu chen thì Việt thường đều làm khác, Việt chả bao giờ làm giống được khác. Hoặc chúng ta muốn tự tạo cho mình một cái chen để cho mọi người có thể đu thì chúng ta phải nghĩ ra một cái gọi là edit phải là cực khó và gọi là chưa bao giờ ai nghĩ đến, thì chắc chắn sau đấy các bạn sẽ hoàn toàn 100% các bạn sẽ được lên xu hướng, bởi vì những cái mới lạ mà. Còn chúng ta cứ edit cũng kiểu lặp đi lặp lại thì thôi rồi đó. Ok nhá, Việt đã edit xong, bây giờ Việt sẽ lưu video để ra xem thành quả nhá, chứ máy Việt không thể xem được trong này đâu, nó hơi bị lag một xíu nhá. Bây giờ lưu video ra nhá. Thì mọi người có thể đến với video trước của Việt để xem hướng dẫn edit sóng nhạc nha, chứ video này cũng khá là dài nên Việt sẽ bỏ qua phần hướng dẫn sóng nhạc, bởi vì video trước Việt có hướng dẫn rồi. Nên mọi người có thể tới video trước để xem nhé.
Thì đó là thành quả của chúng ta vừa edit. Thì chúng ta có thể edit thêm một số hiệu ứng như là làm mờ rung lắc cái gì thì Việt sẽ hướng dẫn luôn. Ok. Ok nha. Thì Việt sẽ lấy video vừa lưu đi, chứ video đấy làm thêm hiệu ứng. Các bạn chèn càng nhiều hiệu ứng này, nhạc này, tắt càng nhiều này, bắt bét nhiều này thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng lag máy rất là nhiều. Việt nghĩ Android nó đỡ. Nếu mà làm cái này thì Android nó đỡ lag hơn iOS rất là nhiều luôn. Đây, chẳng hạn Việt sẽ thêm một hiệu ứng nào đi. Đấy, hiệu ứng này. Đây chúng ta có thể thêm gọi là hiệu ứng này. Đây rất là nhiều. Có thể giọng điệu thêm cái chữ 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 như này. Đây là hiệu ứng gọi là hiệu đặc biệt. Đây chẳng hạn chúng ta sẽ cho mờ này. Đấy, xem. Đấy nó hơi mờ mờ rung rung đúng không? Rất là hay luôn. Đấy. Chúng ta có edit tiếp này, có rất là nhiều. Kéo nó lên một đoạn này. Này, chúng ta xem nhé. Đấy, sau này thì có chúng ta có thể cho thêm một hiệu ứng rung này. Ok, rất hay luôn. Đây, thì Việt đã hướng dẫn xong một video cơ bản dành cho người mới tập làm video, tập edit và những người vừa bắt đầu chơi TikTok. Một cái gọi là edit rất là cơ bản và dễ nhất luôn. Thế này, nằm thuộc dạng gọi là khá dễ rồi. Chứ nếu mà edit theo kiểu bắt gen thì hơi khó một xíu, bởi vì chúng ta có thể phải lên lấy hiệu ứng này rất là nhiều cái luôn. Ok, thì đấy thì video Việt cũng đã hướng dẫn xong. Nếu các bạn nào mà thấy video này hay và bổ ích cho mình thì các bạn hãy cho Việt một like và một subscribe nhé. Việt sẽ chúc các bạn làm video thành công và thành công trên con đường TikTok của mình nhé. Ok, tạm biệt các bạn nhé.